Hello, xin chào tất cả các anh em yêu bóng đá Việt Nam. Như vậy là trận đấu giữa đội tuyển U16 Việt Nam cũng như U16 Thái Lan cũng đã khép lại với một kết cục rất là buồn. Và ngày hôm nay Long Thể Thao xin diễn biến lại trận đấu này theo phong cách đó là chúng ta sẽ bình luận như thế này nhá. Vì các bạn biết rằng phía nhà đài Indonesia nó rất gắt về cái vấn đề bản quyền nên mình không dám đưa cái video này lên. Rất mong các bạn thông cảm và cho mình nhá. Diễn biến chính của hiệp đấu như sau. Hiệp 1 phút 18, U16 Việt Nam được hưởng một quả phạt đệm 11m sau khi Văn Phong bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Cầu thủ vào sân thay người là Nguyễn Hồng Phong đã thực hiện một cú sút chính xác mở tỷ số cho U16 Việt Nam. Và có bàn thắng này, U16 Việt Nam đã chủ động phòng ngự đẩy lùi các đợt tấn công của U16 Thái Lan. U16 Thái Lan đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép lên khung thành của U16 Việt Nam. Phút thứ 72, cầu thủ đã ghi bàn gỡ hòa cho U16 Thái Lan, cân bằng tỷ số 1-1. Và chúng ta vô cùng đau đớn khi phút bù giờ 90+3, cầu thủ Thái Lan đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho U16 Thái Lan. Với việc đã để thua thì U16 Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể giành chiến thắng trước U16 Thái Lan. Và thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến đành nhìn ngậm ngùi nhìn đối thủ góp mặt trong trận chung kết.